đấy. Đã bảo rồi, ở trong Avenger 3 ấy, Captain cầm được bố của Thor rồi, chẳng qua là không cầm thôi, sợ Thor buồn mà. Captain cũng ngầu thật đấy. Trai mà. Trai mà. Bao nhiêu tiền của Marvel ấy? Sao mà đẹp trai bằng tôi được? Yes. Ui. Ơ, thằng này mày chưa giải đâu ấy. Sao mày, xem phim bên game mà không mời con. Đi ra. Sao, đi nào, con chẳng có TV. Đây là bản lậu đấy. Phim này vẫn còn chiếu ở trên CGV mà. Nếu mà bố mẹ xem là mất tiền của người ta rồi. Con bé này nó giống ai ấy nhở? Giống bà ấy. Giống ông. Hay là giống con? Giống mẹ. Đâu, con giống bố mẹ mà. Kệ, nó vẫn đáng yêu. Đúng là con gái rượu bố. Rõ ràng nó chẳng giống ai trong cái nhà này cả. Bố mẹ cứ chờ đấy. Thế rồi, ra phả gia đình các loại hạt ăn bu mê là đỗ lên thui. À, lạc thế rồi. Ông là lạc luôn. Bà là lạc ra, bố là lạc con bà. À, đúng rồi. Mẹ là nắm cái cơm. Đấy, mình là con trâu. Ơ, mà con em đâu rồi? Không làm thì Linh đâu. Thật ra ăn bố thì cũng giống hoa lạc. Trời ơi, ảnh bố mẹ Đông là còn mới cưới nhau ấy nhỉ. Đẹp đôi thế. Còn đây là mình lúc 3 tuổi. Nhưng mà con Linh đâu? Không có đâu mày. Thế là đã rõ rồi. Bố xin. Con kính mẹ cốc chè. Hôm nay ngoan gớm. Bố. Mẹ. Từ nào đi con. Con hỏi. Con học cái này đâu ấy. Con xin lỗi. Chẳng qua con muốn nói một lời thôi. Con cảm ơn công ơn sinh thành của bố mẹ đối với con. Nhưng hôm nay con phải nói một sự thật đau lòng. Con Lạc Thị Linh hay con bố mẹ hay em gái của con không phải là người trong cái gia đình này. Bố với mẹ đang làm gì thế ạ? À? Mình đi chơi được chưa? Alo chúng mày à, tập hợp qua căn cứ nhá, tao chờ. Hôm nay tao gọi chúng mày đến đây để nói một số điều. Ai trong số chúng mày có em giơ tay. Được rồi, bỏ đây xuống. Ai trong số mày yêu em của mình giơ tay. Sao mày yêu em của mày? Đang gãy đầu. Thôi. Thế ông xuống chúng mày, ghét em của mình, giơ tay. Được rồi, thả đi xuống. Thế sao mày lại ghét em của mình? Khi mẹ ta mang bầu, ta luôn mong ước được thằng em trai để chơi đá bóng cùng. Nhưng mẹ ta lại sinh ra một con bánh bèo suốt ngày ôm búp bê. Thế mày? Mày biết tao rất là lười đúng không? Bây giờ mẹ tao xin cho tao thêm một quần áo. Tao phải trông nó, tắm cho nó, giặt quần áo cho nó. Mày thì sao? Đau khổ lắm. Tao biết rồi, tao hiểu rồi. Không nữa, bình tĩnh để tao kể nốt chứ. Con em gái tao ấy, suốt ngày tao toàn nghĩ nó là không phải là con của bố mẹ tao. Thế bây giờ mày biết là tao chịu. Thế nó là con của ai? Tất nhiên là con ông Hà.
hàng xóm. Tao nghĩ mà, tao biết mà. Được rồi, cảm ơn các huynh đệ. Tao đi đây. Tạm biệt người anh em. Chào bác ạ. Ừ, chào trôi, bên đây là gì? Chào ghé thăm nhà tí thôi ạ. Ừ, bác. Bác cứ tự nhiên ở nhà thôi nhá. Ơ, bác ơi, tại sao ở đây lại có ảnh em cháu hả bác? À, cái đúng em cháu ấy. Hồi đấy là trường em cháu có mời bác đến để chụp ảnh. Vâng. Thôi, chào bác nhá. Thôi đi về đây. Người lớn rồi mà dối kém thật đấy. Bài tập. Con kia, mày là bài bơ ai đúng không? Thì đi lại thôi. Em thích kệ em. Tao biết thật và thật sự của mày ở đây. Gì? Theo truyền thuyết người ta nói rằng nếu hòa quyện hai dòng máu lại với nhau thì nó sẽ hòa làm một. Ê, con kia, tao xin máu đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.